Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế, cả nước sẽ triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 4 này. Tuy nhiên, rất nhiều bậc phụ huynh băn khoăn lo lắng là có nên tiêm phòng cho trẻ hay không? Rồi là những trẻ đã bị mắc COVID-19 thì có cần thiết phải tiêm phòng COVID-19 nữa hay không? Và các bậc phụ huynh cần lưu ý những gì khi tiêm phòng cho trẻ? Đây cũng là chủ đề của chương trình phổ biến kiến thức y tế ngày hôm nay. Chương trình với sự tham gia của bác sĩ Nguyễn Hoài Lê, trưởng khoa phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Theo thông tin từ Bộ Y tế, khoảng đầu tháng 4 năm 2022 sẽ triển khai tiêm phòng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Bộ Y tế cũng đã chính thức phê duyệt vaccine phòng COVID-19 là Pfizer và Moderna cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại Việt Nam. Trẻ cũng chỉ tiêm 2 mũi vaccine cùng loại, cách nhau 4 tuần, không tiêm trộn vaccine. Đối với vaccine Pfizer, tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm với liều 0,2ml chứa 10 microgram vaccine mRNA COVID-19. Dạng bào chế của vaccine là hỗn dịch đậm đặc pha tiêm. Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức cấp phép tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vaccine này cũng được Cơ quan Quản lý Dược và Thực phẩm Mỹ FDA và Cơ quan Quản lý Dược châu Âu EMA phê duyệt sử dụng. Đến nay, có hơn 60 quốc gia đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Ngày 1 tháng 3 năm 2022, Bộ Y tế đã đánh giá vaccine Pfizer là an toàn và phê duyệt tiêm chủng vaccine này nhằm ngăn ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, theo quyết định số 457. Ở trẻ lứa tuổi này, khi mắc COVID-19 thường ít có triệu chứng và triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn. Tuy nhiên, các di chứng hậu COVID-19, trong đó có hội chứng viêm đa hệ thống, gây ra tình trạng viêm khắp cơ thể trẻ, ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng của trẻ, khiến sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc tiêm vaccine không những bảo vệ trẻ mà còn giúp giảm sự lây nhiễm trong gia đình, nhất là gia đình có người thân thuộc nhóm nguy cơ cao. Đồng thời, tiêm vaccine cũng giúp trẻ tự tin thoải mái tham gia các hoạt động ngoài trời. Lần đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoài Lê đã đồng hành cùng chúng tôi để giải đáp các thắc mắc cho các bậc phụ huynh liên quan đến việc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Câu hỏi đầu tiên được gửi đến cho bác sĩ đó là với những trẻ đã nhiễm COVID-19 rồi thì có cần thiết phải tiêm phòng vaccine nữa hay không ạ? Vâng, với những trẻ mà đã bị nhiễm COVID rồi thì cái việc tiêm phòng vẫn rất là cần thiết, bởi vì chúng ta không biết được, tức là chưa có các cái nghiên cứu một cách đầy đủ để biết được rằng là sau khi bị nhiễm bao nhiêu lâu thì sẽ không bị tái nhiễm nữa. Cũng như là đã có những cái nghiên cứu chỉ rõ ra rằng là nếu như sau khi mà bị nhiễm COVID mà được tiêm phòng ấy thì nó sẽ củng cố cái miễn dịch lâu dài hơn và tốt hơn. Vâng, vậy những trẻ nhiễm COVID-19 thì sau thời gian khoảng bao lâu thì có thể tiêm vaccine ạ? Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trong cuộc họp triển khai tiêm chủng toàn quốc ngày 30 tháng 3 năm 2022 thì cũng đã triển khai thống nhất trên toàn quốc là chúng ta sẽ tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, và kể cả những trẻ mà đã khỏi COVID-19 thì là sẽ tiêm cho những trẻ mà đã khỏi được ít nhất là 3 tháng. Vậy thưa bác sĩ, để việc tiêm phòng cho trẻ đạt hiệu quả thì những trẻ có sức khỏe như thế nào thì đủ điều kiện tiêm và như thế nào là không đủ điều kiện tiêm vaccine ạ? Vâng, những trẻ mà đủ điều kiện tiêm là những trẻ mà không có cái tiền sử phản ứng sốc phản vệ với những một thành phần nào đó của vaccine và không có đang mắc các cái bệnh cấp tính. Thế còn những trường hợp mà người ta trì hoãn tiêm chủng là những trường hợp mà các cháu có thể là đang bị bệnh cấp tính hoặc là vừa mới khỏi bệnh do COVID-19 mà chưa đủ cái thời gian 3 tháng thì chúng ta sẽ trì hoãn tiêm chủng để đợi sau khi qua cái đợt đó, tức là cho đủ khỏi bệnh ít nhất là 3 tháng hoặc là qua cái đợt cấp tính của bệnh thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm chủng cho trẻ. Bác sĩ có những lưu ý gì trước, trong và sau khi tiêm vaccine cho trẻ hay không ạ? Phụ huynh nên lưu ý là buổi tối hôm trước mà khi đi tiêm thì phải cho trẻ ngủ sớm, ngủ đủ giấc. Buổi sáng dậy thì phải cho trẻ ăn nhẹ, ăn đầy đủ, ăn nhẹ. Nên uống ăn hoa quả hoặc là uống nước hoa quả như là nước dừa hay là nước cam. Mà mặc quần áo cho trẻ là nên mặc những cái quần áo rộng và thoáng. Thế còn
cái điều rất là quan trọng là chuẩn bị về mặt tinh thần, là cũng phải giải thích cho trẻ biết là việc tiêm phòng là rất là tốt và không có gì phải lo lắng cả, để cho trẻ nó không hoảng sợ khi mình đưa đến buổi tiêm. Và các bậc cha mẹ cũng cần phải điền hoàn thiện những cái phiếu trước tiêm chủng. Thứ nữa là ta phải đưa đến đúng địa điểm và đúng thời gian. Sau khi tiêm xong thì phải lưu ý là ở lại điểm tiêm để theo dõi sau khi tiêm là 30 phút. Rồi sau đó là đưa trẻ về. Đưa trẻ về nhưng trong vòng 3 ngày đầu tiên là trẻ cần được phải ở cùng với phụ huynh hoặc người lớn 24/24 giờ và tránh cho trẻ hoạt động mạnh. Đồng thời là ta sẽ tiếp tục theo dõi cẩn thận trong vòng 7 ngày tiếp theo và kể đến 28 ngày sau tiêm, và là vẫn cần phải theo dõi các cái triệu chứng của trẻ. Thực ra thì tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng như tiêm vaccine, các loại vaccine khác, nó đều có những cái nguy cơ, có những cái tác dụng phụ. Thế nhưng mà trong những trường hợp này thì đa số là những cái tác dụng phụ đó nó là nhẹ và tự biến mất sau 3 ngày. Vài ba ngày đầu sau tiêm, sau đó là sẽ tự hết hoàn toàn, phụ huynh không cần phải quá lo lắng. Tuy nhiên có một số trường hợp đặc biệt mà trẻ có những cái biểu hiện bất thường thì chúng ta cần phải theo dõi, ví dụ như là mệt bất thường này, mệt mỏi bất thường này, tím tái này, khó thở này, nổi ban đỏ này, hoặc là sốt cao trên 38.5 mà sốt liên tục không đáp ứng với thuốc hạ sốt. Thì trong những trường hợp như thế thì là chúng ta cần phải báo ngay với y tế hoặc là đưa đến cơ sở y tế để cho được hỗ trợ kịp thời. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoài Lê đã tư vấn và giải đáp các thắc mắc cho quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, mong rằng với những thông tin mà bác sĩ Nguyễn Hoài Lê vừa chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có được những thông tin cần thiết liên quan đến việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.